Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ. Các bé ơi, các bé có yêu mưa không nào? Còn chị rất là yêu những cơn mưa đấy. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ yêu thích của chị. Đó là bài thơ Mưa của tác giả Nguyễn Diệu. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe bài thơ này nhé. Bài thơ Mưa. Mưa rơi tí tách, hạt trước hạt sau, không xô đẩy nhau, xếp hàng lần lượt. Mưa vẽ trên sân, mưa dàn trên lá, mưa rơi trắng xóa, bong bóng phập phồng. Mưa nâng cánh hoa, mưa gọi trời biếc, mưa rửa sạch bụi như em lau nhà. Mưa rơi, mưa là bạn tôi, mưa là nốt nhạc, tôi hát thành lời. Bây giờ chúng mình cùng nhau lắng nghe bài thơ Mưa của tác giả Nguyễn Diệu một lần nữa nhé. Bài thơ Mưa. Mưa rơi tí tách, hạt trước hạt sau, không xô đẩy nhau, xếp hàng lần lượt. Mưa vẽ trên sân, mưa dàn trên lá, mưa rơi trắng xóa, bong bóng phập phồng. Mưa nâng cánh hoa, mưa gọi trời biếc, mưa rửa sạch bụi như em lau nhà. Mưa rơi, mưa là bạn tôi, mưa là nốt nhạc, tôi hát thành lời. Vậy là bài thơ Mưa của tác giả Nguyễn Diệu đến đây là hết rồi. Các bé ơi, những cơn mưa vô cùng tinh nghịch và đáng yêu. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu là mầm sống. Và những hạt mưa cũng đem lại bao nhiêu lợi ích cho con người, phải không các bé? Chị cảm ơn các bé đã xem hết video của chị nhé. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé.